Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 vở kịch ngàn tỷ. Những ngày qua, truyền thông trong nước hô hởi đăng tin Hội nghị Trung ương 15 thành công tốt đẹp với giai đoạn hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra chỉ bằng một nửa so với thời gian dự kiến là 3 ngày. Như vậy, kịch bản mà Đảng Cộng sản Việt Nam dàn dựng cho Đại hội 13 dự kiến khai mạc vào ngày 25 tháng 1 tới đây và sau đó là Quốc hội khóa 15. Dự kiến diễn ra vài tháng sau đó chính thức được thông qua. Và người dân Việt Nam dường như đến giờ này cũng chẳng biết gì về việc của Đảng sẽ bầu ai lên cho mình. Theo thông tin dò rỉ, chức danh Tổng Bí thư vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm giữ, còn ông đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được dự kiến lên Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 sáng ngày 17 tháng 1 năm 2021. Đây là hai trường hợp đặc biệt vừa được giới thiệu chức danh Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sẽ do ông Phạm Minh Chính và đương kim Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Vương Đình Huệ đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội. Những người còn đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dư luận trong và ngoài nước bình luận việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được nắm giữ chức vụ cao nhất của Đảng và cũng như trong hệ thống chính trị Việt Nam là một việc chưa từng có tiền lệ, bởi ông đã vượt qua một cách oanh liệt ba rào cản. Bản thân ông tuổi cũng rất cao và sức có vẻ cũng rất yếu rồi. Thứ nhất, đó là vấn đề tuổi tác. Theo quy định, độ tuổi của Bộ Chính trị, Ban Bí thư không quá 65 tuổi. Tại nhiệm kỳ Đại hội 11 năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó 67 tuổi, đang là Chủ tịch Quốc hội, được giới thiệu bầu vào Trung ương, bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và bầu làm Tổng Bí thư khóa 11. Tới Đại hội 12 vào năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó đã 72 tuổi, tiếp tục được họ nói rằng tín nhiệm, xem xét, giới thiệu, xem như một trường hợp đặc biệt nữa, bầu vào Trung ương khóa 12, bầu vào Bộ Chính trị và sau đó là Tổng Bí thư. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt duy nhất trong Bộ Chính trị nhiệm kỳ 12. Trước thềm Đại hội 13, ông dường như được tiếp tục trở thành trường hợp siêu đặc biệt để ở lại lái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chứng ngại vật thứ hai mà ông Nguyễn Phú Trọng được cho là đã vượt qua chính là điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn bản pháp lý cao nhất xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng do chính ông lãnh đạo một thập niên vừa qua. Đây là hình ảnh tại Hội nghị Trung ương 11 vào hồi tháng 10 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả đạt được những hạn chế vướng mắc trong công tác xây dựng điều lệ Đảng và thi hành điều lệ Đảng, những đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ và khóa 13, những kiến nghị của các cấp ủy tổ chức Đảng bổ sung sửa chữa điều lệ Đảng. Được biết, điều 17 trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng này thông qua vào ngày 19 tháng 1 năm 2021 quy định như sau. Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Và giờ đây, khi ông vượt qua điều này có nghĩa rằng điều lệ Đảng đối với ông cũng không ra gì. Rào cản thứ ba đã được ông Trọng chinh phục chính là điều kiện về sức khỏe, một vũ khí mà chính ông Nguyễn Phú Trọng từng sử dụng để loại bỏ đối thủ chính trị của mình. Năm 2017, Bộ Chính trị theo hướng dẫn của ông đã ban hành quy định số 90 đặt sức khỏe là một điều kiện để được giữ chức vụ chủ chốt. Động thái này được coi là một nỗ lực nhằm loại bỏ Chủ tịch nước khi đó là ông Trần Đại Quang với những tin đồn lan truyền trong dư luận là ông Quang mắc bệnh nani. Chưa đầy 2 năm sau, khi đặt ra quy định về tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Quản lý, có lẽ chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không ngờ quy định này lại có thể đập lại ông nhanh đến như vậy. Sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng giảm sút rất nghiêm trọng sau vụ đột quỵ trong chuyến thăm tỉnh Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019 và rất may mắn, sau đó ông đã dần dần khôi phục lại sức khỏe nhưng đi lại vẫn rất yếu và luôn luôn cần phải có người dìu. Kể từ lần đó đến nay, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng danh chính ngôn thuận là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam ít xuất hiện công khai và mỗi lần xuất hiện trước công chúng thì ông Trọng luôn trong bộ dạng đi tập tễnh, cần có người khác giúp đỡ vì rất dễ bị té ngã bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, công chúng còn thấy ông luôn cặp kè chiếc cặp đựng thuốc mang theo. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nhận định rằng
các trường hợp đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong những nhiệm kỳ gần đây, phản ánh một thực tế là tập trung quyền lực càng cao thì chuyển giao quyền lực càng thách thức. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì hội nghị tham gia ý kiến cho các dự thảo đề cương, đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, được diễn ra vào tháng 2 năm 2018. Nhận định thứ hai mà nhà nghiên cứu đưa ra đó là chất lượng đảng viên trong thời đại mới. Trong nhiệm kỳ 12 của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở về công tác cán bộ đảng. Theo cương lĩnh và điều lệ đảng, các đảng viên là đội ngũ tiên phong được liên kết bởi lý tưởng cộng sản, sẵn sàng chấp nhận hệ thống giá trị tư tưởng chủ nghĩa Marx Lenin và kiên định với nó, tuyệt đối trung thành với đảng và phục tùng các kỷ luật toàn trị của đảng và hy sinh cả lợi ích cá nhân cũng vì đảng. Thế nhưng thực tế cho thấy rằng trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ của đảng viên Đảng Cộng sản đã tự diễn biến, tự chuyển hóa và bị cám dỗ bởi quyền và tiền. Không phải chỉ có lãnh đạo đảng viên cấp thấp mà cả những người ở cấp cao cùng ông, các ông trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã từng nêu nghi vấn: đừng nhìn gà hóa quốc hoặc thấy đỏ tưởng là chín, đừng chỉ thấy cái mã bề ngoài che đậy cái sơ sài bên trong. Như vậy, cho đến giờ phút này, ông Nguyễn Phú Trọng dường như chẳng tin tưởng gì vào các độc trí của mình và luôn nghi ngờ. Chưa thể đồng thuận với con người kế vị, và có lẽ là một trong những lý do ông được Hội nghị Trung ương 15 khóa 12 tiếp tục giới thiệu với cương vị Tổng Bí thư để được bầu tiếp vào Đại hội lần thứ 13. Nhà hoạt động xã hội Huỳnh Ngọc Chênh cũng bình luận như sau: nếu như sự đồn đại đang lan truyền ấy đúng sự thật, thì điều đó nói rằng Hội nghị Trung ương vừa rồi chẳng thành công tốt đẹp gì. Ngược lại, đó là một sự thất bại nghiêm trọng trong công tác xây dựng đảng mà người ta phải chịu trách nhiệm chính, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Người liên tục trong 10 năm làm lãnh đạo cao nhất của đảng, lại là giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng. Điều thấy rất rõ là ông Nguyễn Phú Trọng tuổi đã quá cao, sức khỏe có vấn đề sau cơn tai biến, đã làm đến hai nhiệm kỳ này phá vỡ hết các quy tắc của đảng để giữ ông lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Có nghĩa là trong 200 ủy viên ban chấp hành, được cho là 200 tinh hoa sắc nhất của đảng chất lọc từ hơn 4 triệu đảng viên, vẫn không tìm được người có đủ đức tài để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng đã giả nua, để ông yên tâm về nghỉ ngơi như mong muốn của ông, bởi ông được cho là người không tham vọng quyền lực, không cố ngồi lại vì danh lợi cá nhân. Ông Nguyễn Phú Trọng là giáo sư, tiến sĩ xây dựng đảng. Trước đây, thời những năm 80, ông đã từng sang Liên Xô để học và đảm trách công việc cao nhất của đảng đầy quyền lực suốt 10 năm mà không xây dựng nên hoặc tìm cho ra đảng một người đủ tài, đủ đức để thay thế được ông, thì đó không gọi là thất bại thì gọi là cái gì? Dưới một góc nhìn khác, Facebook Ngọc Thu thì nhận định nhờ có chiếc đũa thần mà Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục ngồi yên trên vị trí quyền lực đỉnh cao. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm 2015. Facebooker bình luận như sau: ở chức vụ càng cao, đáng lẽ người lãnh đạo phải làm gương cho các cấp dưới và cả nước, mà điều đơn giản nhất là tôn trọng luật lệ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phá một lúc cả ba để tiếp tục bám ghế quyền lực cao nhất của đất nước. Hẳn phải có duyên dân giải thích vì sao ông Trọng phá luật và toàn Đảng Cộng sản Việt Nam phải ngậm mồm, bồ hồn làm một và cúi đầu chấp nhận điều ông Trọng đã gây ra cho đảng. Lý do sâu xa nhất không hề khó hiểu, đó là nhờ sự chống lưng của Bắc Kinh. Có lẽ chưa có Đảng Cộng sản nào ký với Trung Quốc nhiều văn kiện bí mật như ông Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2017, ông đã ký 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc khi sang thăm Bắc Kinh. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng lại ký tiếp 12 văn kiện với Trung Quốc vào dịp ông Tập Cận Bình sang Việt Nam. Tất cả đều tuyệt mật, người dân hoàn toàn không biết tới những văn kiện này, ký những cái gì và ghi gì trong đó. Bám chiếc ghế quyền lực bằng mọi giá, bằng mọi cách và dựa vào thế lực của kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại hiện nay, đánh đổi độc lập tự do của đất nước và đưa dân tộc vào con đường mất nước. Vì những lý do nêu trên mà đến thời điểm này, dư luận dường như không còn hy vọng gì ở một sự đổi mới tại Đại hội lần thứ 13. Theo thông lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 và Quốc hội khóa 15 vài tháng sau đó sẽ chính thức hóa vấn đề nhân sự lãnh đạo cấp cao và
và hợp pháp hóa các chức danh lãnh đạo nhà nước theo cách đảng cử, dân bầu. Tuy nhiên, dân không hề biết gì bầu ai. Đại hội nghìn tỷ tới đây với sự tham dự của hàng trăm đại biểu được lựa chọn kỹ lưỡng từ khắp các tỉnh thành trong cả nước tụ về chỉ có mang tính hình thức là để làm tròn thủ tục thông qua mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào hôm 19 tháng 11 năm 2020. Nhà bình luận Tranh cũng cho biết rằng đại hội có vẻ như quyền lực to lớn lắm nhưng thực chất chẳng có chút quyền nào trong việc định đoạt nhân sự vì nghị quyết của Đảng không cho phép đại biểu dự đại hội được quyền tự ứng cử, được quyền đề cử và được quyền nhận đề cử. Xem như nhân sự các cấp đã được quyết toàn bộ từ trước đó. Nhà báo Đỗ Ngà cũng chia sẻ nhận định này khi bình luận tiếp như sau. Thực tế hiện nay nhân sự cho đại hội 13 đã định đoạt ở các kỳ hội nghị trung ương kéo dài từ hội nghị trung ương 8 vào năm 2018 đến hội nghị trung ương 15 mới vừa kết thúc vào ngày 17 tháng 1 vừa rồi. Như vậy là đại hội 13 diễn ra vào ngày 25 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 2 sắp tới chỉ là vở kịch và những cuộc bầu cử toàn dân hay bầu cử nội bộ của Đảng sau đó đều là vở kịch nốt. Đối với dân, những vở kịch đó là không cần thiết, nhưng đối với Đảng thì nó rất cần. Vì sao như vậy? Vì một chính quyền mà vắng bóng bầu cử thì làm sao Đảng mở miệng ra để hót bài ca dân chủ với dân và với thế giới cho được. Vậy nên, phải biết, phải diễn, dù biết rằng để vở diễn kịch này có thể tốn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong cả nước. Như vậy thì đến đây có thể nhận ra rằng vì sao Đảng đưa mục nhân sự Đại hội 13 vào diễn tuyệt mật. Phải tuyệt mật chứ, không tuyệt mật thì làm sao vở diễn dân chủ này như thật được. Chả nhẽ nói toạc móng heo ra, hết thì vở kịch ấy còn giá trị gì nữa. Vậy nên phải gói nó vào gói tuyệt mật để tạo tính bất ngờ cho vở kịch. Sắp tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn 3 vở kịch ngàn tỷ. Vở thứ nhất là Đại hội 13, đảng viên sẽ bỏ phiếu nội bộ bầu ra Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Chắc chắn kết quả luôn trùng khớp với danh sách đã chọn trong các kỳ hội nghị trung ương lần trước. Vở thứ nhì là bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp. Chắc chắn kết quả cũng sẽ trùng khớp với danh sách mà Đảng đã chọn ra trước đó. Vở kịch thứ ba là Quốc hội khóa 15 sẽ bỏ phiếu bầu ra tứ trụ. Chắc chắn kết quả cũng sẽ trùng khớp với những lựa chọn của Đảng trong những hội nghị trung ương trước đó. Và bầu cử trong Đảng cũng chỉ là vở kịch, bầu cử trong dân cũng chỉ là vở kịch và bầu cử trong Quốc hội tiếp đó cũng là diễn kịch. Các vở kịch này được dàn dựng từ chính tiền của mồ hôi, nước mắt của người dân làm lũ, làm ra để đóng thuế cho đất nước. Đó là thực tế. Dùng tiền của dân để dựng lên một trò lừa gạt dân thì đó chỉ có thể là cộng sản. Bởi bản chất của họ vốn không bao giờ có liêm sỉ nhưng lại rất thừa sự khốn nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13 vở kịch ngàn tỷ. Quý vị và các bạn hãy theo dõi và bấm nút theo dõi chương trình YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.